sự đặc biệt trên bức tranh Tùng Hạc Diên Niên cuối cùng trong năm 2023. Và bức tranh Tùng Hạc Diên Niên ở trên phôi gỗ hương Tây Nguyên này sẽ là bức tranh Tùng Hạc Diên Niên cuối cùng để chuẩn bị chào đón năm mới. Và trên bức tranh này thì chúng tôi vẫn giữ một cái bố cục cơ bản, đó là cái cây tùng vươn lên và xà cái ngọn xuống để làm thành một cái gốc cây, nó có tên là quy căn hồi đầu. Và thêm một cái không gian nữa, đó là phần bên dưới thì những cái bông hoa mẫu đơn để tượng trưng cho cái sự phú quý, và một cái nhánh hoa sen ở bên đây để tượng trưng cho những cái điềm lành đem trở lại. Và trên một cái phôi gỗ hương Tây Nguyên thì nó có thêm cả một cái điều đặc biệt, đấy là hiện tại bây giờ thì cái phôi gỗ này nó còn đang kết được những cái phần tuyết ở trên đây. Sở dĩ nó có thể kết tuyết được là vì cái phần tinh dầu của cái gỗ hương nó rất là nhiều, cho nên là với cái thời tiết ẩm như này thì nó có thể đọng lại được thành tuyết. Đấy, nên hiện tại bây giờ các bác đang nhìn thấy thì trên cái phần tranh nó có thêm cả những cái phần đốm trắng, nó tạo nên những cái phần thú vị cũng như là cái thể hiện được cái tố chất của cái bức tranh này.